Thưa quý vị, trong bối cảnh hoàn lưu bão số 3 đang gây ảnh hưởng rất lớn tới nhiều địa phương trên cả nước, ghi nhận tại các chuỗi siêu thị, hệ thống bán lẻ, các mặt hàng nhu yếu phẩm vẫn đang được cung ứng dồi dào, giá cả bình ổn để phục vụ nhu cầu mua sắm tích trữ của người dân. Để cung cấp nông sản kịp thời đến tận tay người tiêu dùng, các đơn vị bán lẻ hàng đầu cả nước đã huy động mọi nguồn lực vận chuyển nông sản từ các nông trường phía Nam, đảm bảo nguồn cung cấp rau củ quả sạch, an toàn cho các tỉnh miền Bắc, hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do thiên tai. Dù chi phí vận hành vận chuyển tăng, nhưng theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ, các mặt hàng nông sản đều giữ nguyên giá, đồng hành cùng người dân. Sau bão thì khách hàng thường lựa chọn các sản phẩm rau ăn lá, thịt cá và các sản phẩm nhu yếu phẩm như là gạo, mì, trứng. Thì chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị đối với các nhà cung cấp để cung cấp đầy đủ cho khách hàng và giá cả vẫn giữ bình ổn, không có sự thay đổi so với trước và trong bão. Các chuỗi hệ thống bán lẻ cũng chủ động tăng cường cung ứng các hàng hóa thiết yếu, bảo đảm lượng hàng hóa luôn đầy đủ, dồi dào, sẵn sàng giao hàng qua các hình thức mua sắm trực tuyến, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của khách hàng sau bão.